Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay mình ghé nông cơ Nhật Yên nha các bạn nha. Ôi da, có một chiếc Isuzu quá đẹp các bạn ơi. Nước sơn zin luôn á. Zin từ A tới Z luôn các bạn. Trời ơi, nó bóng lưỡng, đẹp quá trời đẹp luôn. Isuzu. Ủa, cái tem nó đâu ta? Hàng đấu giá nè. Còn mới ken luôn, nước sơn từ bên Nhật về luôn các bạn. Để mình là lên trên này mình xem thử coi ha. Nó Isuzu gì đây? Wow, yeah. À, lấy mất chìa khóa rồi. Hệ thống lạnh đồ nó nằm đây hết đây. Nó điều khiển đây hết ha. Này quạt gió nè, bên này hệ thống lạnh nè. Đèn cấp cứu nè. À đây. Đèn cấp cứu đây. Có luôn. Tại vì khi mình đậu là mình có thể bấm đèn vậy. Có nghĩa là cái này nó kết nối với mình. Để mình cắm đèn, bấm đèn lên để mình đậu là để chớp đèn cho người ta cảnh giác á. Đó, máy lạnh. Rồi, cần đồ tùm lum đây mình hiểu. À, này ga tay các bạn. Ga tay nằm đây nè, nó nối với ga chân nè. Đó, nó nối với ga chân ha. Rồi một cầu hai cầu nè. Hai cầu đây, một cầu hai cầu đây. Đây công tắc một cầu hai cầu. Này điều khiển bằng điện hết ha. Này sới nè. Mở sới nè. Sới gì đây nè. Nó quay sới nhưng mà sới gì đây mình hiểu nè, cái ký hiệu đó nè. Thấy không? Rồi đây cái điều chỉnh cái này là cái gì ta? Cái độ nghiêng của nó nhé. Rồi. Này hút thuốc. Mùi thuốc. Này là bơm dầu hay bơm nhớt, mùi dầu mùi nhớt gì đó. Tùm lum hết. Đây là tới nhanh lui nhanh. Con này chạy mới có 3.487 giờ ha. 3 phút 3 giây. Yên rồi riêng hết. À đây giờ bộ sới của nó nè. 540 tua, 1.000 tua, 750 tua nè. Đóng mở nè, đóng tắt sới nè. Con này chưa hiểu. Chắc bên chạy thôi. Rồi cabin nè. Đèn. Cốt pha, ấy nước nè. Vạt nước trước sau, ổ cầu chì nè. Rồi. Ủa máy lạnh đâu ta? Không thấy đường thổi của máy lạnh ta. Cái này quạt gió. À đây máy lạnh đây. 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 Đúng rồi, đường thổi máy lạnh đây. Thổi máy lạnh đó ha. Ây xa. Isuzu gì ta? Bao nhiêu mã lực ta? Đây, cặp vỏ rất đẹp luôn. Vỏ 83824. Bên này là vỏ 124132. Nước sơn đồ rin hết. Rồi mấy công tắc này để bên lên bên xuống. Bên hông kết nối với đường nhớt ngoài, đường ống ngoài. Hai cái ti thục ha. Nó xài hai ti thục hẳn đứng này ha. Háng rộng hai cái bánh, hai cái bộ mà bộ ngang nó rất là lớn luôn. SC127 không Isuzu T96F. À con này lớn mã lực dữ ta. T96F
96 ngựa. Đâu. Cái con này bao nhiêu mã lực? T96F 96 ngựa. Đây nè. Có tem nó nè. Nè. Isaki nè. T96F nè. À, T quá. Bảy. T63F 63 ngựa. Lộn. Nổ máy được không? Nổ máy được không? Đóng cửa lại kìa. Đóng cửa kính bên kia lại kìa. Quá đã ha. Mới ghê luôn. Chạy thử coi. Chạy chạy. Chạy tới chạy lui coi. Có chân. Ồ. Quá êm quá đã ha. Quá êm các bạn. Ôi con này quá êm quá đẹp luôn. Quan trọng là cái giá của nó thôi. Không biết là bao nhiêu thôi. Đèn đóm đồ này nọ đầy đủ ha. Vô đi. Vô đi. Dê vô đi. Dê vô lại đi. Rồi, ngoài con này thì có hai con này nữa. Con Isaki MT4000 có gầu xúc luôn các bạn. Xúc lật luôn. Trời, xe đã quá. Êm ru. Còn mới ghê luôn. Vỏ lốp đồ là mới can luôn. Mà tem đâu mình không thấy không biết. Nè, vỏ lốp nè. Rồi nước sơn đồ mới keng luôn à. Tắt máy đi, tắt máy đi. Tắt máy đi. Và cái con này model nó gì bao nhiêu mã lực cũng không biết à. Chạy không? Vậy hả? Chạy không? Biết chạy thôi hả? Thôi cài nó đi. Để đó, để có gì rồi người ta liên lạc với ông chủ rồi sau đi. Mình chỉ có biết quay thôi chứ giờ mình biết gì đâu. Giờ kêu mình ra mình quay, mình biết quay thôi chứ mình đâu biết gì khác đâu. Cái đó cái đó giống em vậy thôi. Như con này có mã thì mình biết nè, Mitsubishi nè. MT4000 là 40 mã lực mình biết nè. Con này cũng còn khá đẹp, chưa rửa chưa gì. Quá, dàn vỏ đồ đẹp. Nhức nách luôn á. Dàn vỏ còn gai luôn à. Xe giống như nó không chạy gì. Nó Bridgestone nè. Xịn luôn nè. Còn gai luôn, ghê thiệt. Maxen ra băng. Chưa rửa nha các bạn nha. Không rửa. Con này là chưa rửa chưa gì luôn. Chưa dọn luôn, con này coi chạy được bao nhiêu giờ. Hả? 63 ngựa đúng không? Hồi nãy anh thấy em nó đề 63 đó. Con này coi bao nhiêu giờ chạy đó. 1770 mà xong. Con này nhìn nó liền lạc mà mới giữ ra, vỏ đâu còn mới giữ ra. Mâm rồi nè. Chắn để nổ máy chơi. Con này MT63, à, con này 63 nè. 63 mã lực nè. Còn con này mắc inland luôn, ghê chưa?
2716 giờ. Ford 4001. Ford Mỹ đàng hoàng nha bạn nha. Ford Mỹ nè. Ford này Ford của Mỹ nhưng mà sản xuất tại Anh. Con nào cũng đẹp hết các bạn à. Đẹp. Đây mình phải nói là đẹp là đẹp. Chứ không đùa. Đây con này chạy 2716 giờ. So với Ford mà chạy cỡ này là ít á. Nè, made in England luôn. Là của anh, made in của anh. Chân đen đồ này còn. Sao mới dữ ta. Con này khá đẹp. Ủa hai cái đèn hai bên này thiếu hả ta? À không phải. Bô gió. Rồi. Bạn nào có nhu cầu thì alo ông chủ nha. Rồi mến chào các bạn, một chiếc Ford 4001. Ford Mỹ. Một chiếc Mitsubishi 4000. Mitsubishi Mỹ có cầu xúc. Một chiếc Isaki cái gì 63 ta. Để mình coi lại model cả. TR63 63 mã lực. Rồi, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo với anh chủ. Anh chủ sẽ làm việc với giá cả đồ này nọ các bạn. Còn mình chỉ quay thôi. Đi hả? Yeah. À, bữa nay còn làm đây không? Dạ, đi ra đi chở hàng à. À vậy hả? Không làm nữa. À, nghỉ hả? Dạ. Rồi, ok.